Tôi được mời chấp bút cho tập hồi ký này, để mong lưu giữ hình bóng một kiếp má hồng tuyệt sắc. Greta Trang, hay còn gọi là cô Ba Trang. Đó ma tuyệt sắc đoạt danh hiệu cao quý ngôi sao Sài Gòn. Chị em mình giống như là lục bình. Người ta xài như xài một cục xà bông, chà đến khi nào hết thì thôi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tao sẽ cho mày trở về đúng với vị trí của mày. Ba Trang đâu? Vẫn chưa tìm ra. Đúng là thứ nuôi ong tai áo. Mày không thấy nhục nhã hay sao mà vẫn còn lủng quẩn ở Ngọc Phúc không vậy? Đi ngay! Chắc lại cái Mẫn muốn đi kiếm đường làm ăn khác chứ gì. Mày dám đặt điều vu khống cho Ba Trang hả?